diễn này tao ăn nó diễn được á. Hả? Mốt nhờ ăn đi. Tao phải đi qua đi lại, tôi sợ chết sân khấu. Nó không cho tôi thoại một câu luôn. Diệu Kiên. Dạ. Bây giờ tới em chọn ai à? Chọn anh đi, khu đất này chọn dành cho em. Làm khu đất này thật màu mỡ. Em chọn chỗ khác cũng được, anh sẽ để dành chỗ này cho em. Chọn em chọn đi chứ nãy giờ nhiều người thất nghiệp lắm á. Vậy em chọn anh Phát Là. Tiếc chơi. Phát Là. Có công ăn việc làm rồi. Sao không chọn ở đây mới là cái lợi chuyện của ta em ơi. Em đi làm nè, em sao mà em cứ cà hanh cà nảnh nè. Phát La, bây giờ em làm mới phát lương nè Phát La. Dạ. Bây giờ tới em nè. Rồi, cảm ơn em. Và câu hỏi của Phát La. Vì sao một con gấu đen ở bang Colorado, Mỹ bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì sở hữu điều gì? Chắc là sở hữu bộ lông trắng đó. Dạ. Không chắc chắn với lại câu hỏi này, câu hỏi này rất khó. Vậy thì anh sẽ đoán đi. Nhưng mà để đoán được á thì chắc là nhờ anh Ly và Vũ Lâm đóng một cái tiểu phẩm con gấu với em chứ hả? Con gấu, anh sẽ đóng dây gì em? Không, em lên đó chứ hả? Kính thưa quý vị, các bạn, chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm ở Colorado, nước Mỹ. Dạ. Ê, con đường ơi nha. Rồi, con gấu diễn sao? Anh bị mất kiến thức sinh học hả? Đúng rồi, con gấu. Một hôm, bác thợ săn đang đi trong rừng, đang đi tìm một con nai. Vô tình bác thợ săn gặp chúng một con gấu. Ồ, một con gấu mà lại bớm môi. Đây là một con gấu đen. Nhưng tại sao? Tại sao ở trên đầu của con lại có lông trắng? Wow. Thế là bác thợ săn đi về. Bác thợ săn nói với lại báo chí rằng là tôi đã tìm ra được một con gấu đen có lông trắng. Cái này tao ăn nó diễn được á. Hả? Mốt nhờ ăn đi. Tao phải đi qua đi lại, tôi sợ chết sân khấu. Nó không cho tôi thoại một câu luôn. Và đáp án cuối cùng của Phát La đó chính là một con gấu đen nhưng mà lại có lông trắng. Tin hay không ạ? Đáp án của Phát La là con gấu đen có bộ lông màu trắng. Dạ. Tiểu phẩm nó vui quá chừng. Dạ, nhưng mà em chọn không tin. Không tin? Dạ, em không tin ạ. Vì cớ làm sao vậy? Dạ, câu chuyện rất là vui nhưng mà nãy anh Phát có nói là anh Phát chỉ đoán. Chỉ đoán dạ, rồi. Dạ, cho nên em nghĩ là em không tin. Lựa chọn của Diệu Kiên là không tin Phát La. Đó là lựa chọn chính xác à? Tuyệt vời. Wow. Đúng rồi, làm gì có con gấu đen màu trắng. Đáp án đó là con gấu đó chụp hình selfie. Ủa, biết chụp hình luôn hả? Con gấu nó thành tinh tới nơi rồi đó. Không biết con gấu này sao nè. Một con gấu đen ở Mỹ được mệnh danh là gấu selfie. Sau khi máy ảnh động vật hoang dã chụp được 400 bức ảnh của nó từ nhiều góc độ. Những bức ảnh được chụp giữa tháng 11 năm 2022. Trong số 580 khoảnh khắc được ghi lại thì có đến khoảng 400 là ảnh tự sướng của nó. Rồi, vậy là nó biết được cái máy, nó máy chụp hình nữa. Có nhiều khi nó không biết đâu mà nó thấy nha nha, nó lại á, nó khều khều á. Và với sự chính xác này của em đã đem về cho mình một dấu ít. Tuyệt vời. Quá hay. 100.000 phim hot mùa yêu thương. Thưởng thức kho phim tình cảm trên ứng dụng Vion.